và tôi muốn 100 tỷ. Người ta bảo hỏi, thật không? Không, nơi vui mà. Biết đâu có người đang thừa tiền sẵn sàng cho thì sao? Tất nhiên trường hợp có người cho mình 100 tỷ không có, nhưng cho mình một cơ hội để mình có 100 tỷ thì sao? Có không? Quá nhiều. Nhưng mà ôi vui thôi. Mà khi bạn nói từ vui thôi thì không ai cho bạn cơ hội đó. Nhiều tiền là bao nhiêu tiền? À, đọc to con số mà bạn mong muốn. 2, 3. To là 2, 3. Phía dưới đọc to lên 2, 3. Mấy cái bà đọc to lên. Đọc là đọc, không phải đọc là há mồm. À, đi học là để thay đổi, đúng không? Thay đổi bản thân, thay đổi cái suy nghĩ của mình, thay đổi dần dần những cái hành động của mình, chứ đừng là mình như trước đây đó. Và tất cả những gì mà tôi nói bạn là hãy nói ra, nó dần dần nó sẽ biến thành những câu nói của bạn. Trước đây bạn chưa bao giờ bạn tự tin bạn nói được rằng là em sẽ có tiền tỷ. Bố mẹ của bạn chưa bao giờ nói với bạn được rằng là con phải có tiền tỷ đi con, đúng không cả nhà? Và thôi thế thôi, cho cuộc sống nó yên bình, yên lành, nghe chưa? Và chính bạn đang rất yên bình và yên lành đấy. Giống như lời bố mẹ nói. Nhưng trong thâm tâm thì sao ạ? Thấy những thằng xung quanh nó giàu lên, mình đau khổ, soi sánh. Và nghĩ đến thì bắt đầu quặn hết cả ruột lại. Đúng chưa ạ? Bạn đang yên bình quá rồi đấy. Và đến đây là mình phải thay đổi thôi. Tôi không biết bạn có hay không, nhưng việc đầu tiên là mình phải nghĩ là mình muốn được đã chứ. Muốn còn không muốn thì làm sao mà chúng ta có thể có được. À, bạn muốn gì? Trả lời to. 2, 3. 2, 3. Mấy chị 100 tỷ. Đã muốn thì nó chỉ là muốn thôi. Còn có hay không thì ai mà biết được. Mà mình muốn thì mình không tự tin vào điều mình muốn thì làm gì có cơ hội mình có. Và tôi muốn 100 tỷ. Người ta bảo hỏi, thật không? Không, nói vui mà. Biết đâu có người đang thừa tiền sẵn sàng cho thì sao? Đúng không? Tất nhiên trường hợp có người cho mình 100 tỷ không có, nhưng cho mình một cơ hội để mình có 100 tỷ thì sao? Có không? Quá nhiều. Nhưng mà ôi vui thôi. Mà khi bạn nói từ vui thôi thì không ai cho bạn cơ hội đó. Ở ngoài kia không ai cho chúng ta tiền, nhưng rất nhiều người có thể chỉ điểm cho chúng ta cái cách để chúng ta làm tiền, đúng không cả nhà? Rất nhiều. Cho nên chúng ta phải em vui thì muốn, không ai chỉ cho bạn. Bạn biết là cái chỉ thực sự không phải chỉ là đi làm cái này làm cái kia đi, mà nó còn chỉ cách thức từng làm, từng làm, từng làm. Giống như tôi chẳng hạn, như mọi người đi học kinh doanh spa chuyên nghiệp, tôi chỉ từng bước kinh doanh spa, salon, nha khoa như nào từng bước. Mọi người kinh doanh perfect health, tôi chỉ từng bước trong kinh doanh hệ thống làm sao để giàu, để kiếm nhiều tiền, từng bước, từng bước. Cho nên nó mới có hành trình thành công, kinh doanh hệ thống chuyên nghiệp, kinh doanh spa chuyên nghiệp, master trainer, super leader. Từng khóa học như vậy. Tôi chỉ cho mọi người từ tư duy làm giàu, đi bán hàng, rồi xây dựng ra một hệ thống, xây dựng ra một tổ chức, để quản trị tổ chức đó như nào. Rồi khi mà chúng ta trở thành một cái nhà đào tạo, mong muốn đứng trên sân khấu để đào tạo, tôi chỉ luôn cho cái cách để đứng lên sân khấu. Đây các chương trình này. Hay cái bách đằng sau, bách đằng rốt. Và bạn thấy không ạ? Từng bước, đấy là chỉ. Và chẳng hạn như tôi bảo bạn thích nhiều tiền như vậy thật không? 100 tỷ thật không? Này, ôi trời em thấy vui thầy. Vui thôi, đấy tôi có cơ hội này. Chỉ cho bạn đây, nhưng mà bảo vui thôi. Chắc chắn luôn là bạn không làm được. Mà chả bao giờ tôi đi tuyển những người mà không làm được, này, tôi dạy cho họ hết cả. Công ty của tôi ấy, DVB ở Sài Gòn ấy, có một cái chương trình đó là những cái người trẻ tuổi
có khát vọng làm giàu có thể đến công ty của tôi học tập và làm việc trực tiếp tại công ty miễn phí hoàn toàn. Và những người bây giờ đang kiếm được hàng chục triệu, hàng trăm triệu chính là những người mà từ trong những cái chương trình đó mà ra. Cơ hội đổi đời đấy. Và cũng có rất là nhiều người, ui thì em muốn cho nó vui thôi. Vui thì không có cơ hội nào để vào đấy. Ở đây tôi không vui. Đúng không ạ? Tôi là nghiêm túc. Cuộc sống của tôi chỉ có một cái suy nghĩ duy nhất thôi. Đó là kiếm nhiều tiền và giúp cho người khác kiếm nhiều tiền. Cho nên nếu bạn không muốn kiếm nhiều tiền thì tôi không muốn đi với bạn. Tôi không muốn đi chung con đường với bạn. Tôi không muốn nói chuyện với bạn. Tôi chỉ muốn nói chuyện, làm việc, chơi với tất cả những người có mong muốn giống mình. Đó là kiếm nhiều tiền. Vậy thôi. Để cho nên cái thứ mà mình mong muốn mà mình cũng không có dám thể hiện ra, không tự tin với nó, thì làm gì có ai trao cho bạn được. Câu hỏi: bạn muốn bao nhiêu? Trả lời to. To hơn. To hơn. To hơn. To hơn. Hơn nữa. Rồi high five con số bạn muốn. High five. High five. Đó là con số mong muốn. Chúng ta phải hiểu rõ giữa mong muốn và có. Nó khác nhau. Muốn không ai đánh thuế hết. Đúng không cả nhà? Không ai đánh thuế hết cả. Để cho nên muốn bao nhiêu thì kệ nó. Ừ. Thế nào cả nhà? Cứ thoải mái đi. Cứ mong muốn đi. Và nếu chúng ta đi sâu hơn vào cái chữ muốn, thì ai đó đã từng được nghe về luật hấp dẫn. Nghe chưa cả nhà? Nghe chưa? Luật hấp dẫn. Thế luật hấp dẫn là gì? Luật hấp dẫn là gì? Bạn muốn điều gì thì bạn sẽ có nó. Trong đầu bạn có gì thì trong tay của bạn sẽ có thứ đó. Đấy luật hấp dẫn. Tôi ví dụ, trong đầu bạn hoàn toàn chưa có điều này. Nhưng bây giờ, bạn hãy tìm cho tôi chỗ nào có màu đỏ. Nhìn đi, xung quanh bạn. Cứ nhìn đi. Những chỗ nào có màu đỏ. Nhìn đi. Nhìn đi. Bạn bắt đầu thấy xung quanh của bạn tràn ngập màu đỏ chưa? Bây tiếp tục. Chỗ nào có màu xanh nước biển? Tìm đi. Nhìn, tìm. Rồi bạn thấy là trong đầu của bạn tràn ngập màu sắc màu xanh nước biển chưa? Tương tự với tiền. Chúng ta không có nhiều và không có một con số cụ thể bởi trong đầu không có con số đó. Phải vậy không? Cho nên bạn đâu có đâu. Trước khi tôi nói bạn là tìm màu đỏ đi, trong đầu bạn không có màu đỏ. Cho nên màu đỏ nó xung quanh bạn nhưng bạn đâu có nó trên tay. Màu xanh nước biển không có, cho nên bạn không có luôn. Tiền, trước đây đầu bạn không nghĩ. Bạn chỉ nghĩ đến những cái yếu tố gì đó, giận chồng, giận con, làm nghề, làm chuyên môn, mình nghèo lắm, mình sẽ không giàu được đâu. Mình phải hài lòng người này, mình phải hài lòng người kia. Mình xấu lắm, mình không giàu được đâu. Có phải trong đầu của bạn từ trước đến nay đều là những suy nghĩ như vậy không? Trả lời thôi. Còn nếu ai đó trong đầu trăm tỷ, 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 như một người điên, thì người đấy đã có nó. Hoặc không có trăm tỷ thì cũng phải có tiền tỷ. Chắc chắn luôn. Bởi vì trong đầu nó có cái thứ đó và nó đi tìm, đi theo đuổi. Còn chúng ta không theo đuổi. Chúng ta đang theo đuổi những thứ khác. Ở đây ai hay giận chồng không? Đừng nói không. Nếu để cho mấy ông chồng mà ngồi tâm sự với nhau thì thấy bà vợ nào cũng giống nhau hết. Mấy anh kia gật đầu ghê luôn.
Thấy bà vợ nào cũng giống nhỉ? Thế hàng ngày chúng ta chỉ có suy nghĩ cái việc đó là người này phải làm hài lòng tôi, người kia phải làm hài lòng tôi. Bạn chả nghĩ gì đến việc đi kiếm tiền. Đúng không? Thì bạn làm sao có nhiều tiền được? Cái kiếm tiền lúc trong đầu của bạn ấy là thứ yếu, mà tiền nong thì không quan trọng. Anh là nhất, em là nhất, hạnh phúc là nhất, gia đình là nhất. Lúc đấy hạnh phúc là số 1. Tiền không có là chuyện đương nhiên rồi. Chuẩn không? Bạn đâu có đi tìm tiền đâu. Tôi không nói về hạnh phúc ở trong lớp học này các bạn nhé. Cho nên những gì mà tôi nói thì các bạn đừng có quy là ông này chỉ nói tiền thôi. Hạnh phúc bạn đi học chỗ khác, thầy khác. Ok chưa? Còn ở đây nói về cái gì cả nhà? Nói về tiền. Và tất nhiên nếu bạn có nhiều tiền thì hạnh phúc là chắc chắn. Nhiều người bảo mẹ bọn nó giàu nhưng bọn nó không hạnh phúc đâu. Nghe chưa? Và ôi giàu xong chia tay, ly hôn, cãi nhau liên tục. Thế tôi bảo nghèo không chia tay à? Nghèo không cãi nhau à? Trả lời tôi. Nghèo cãi nhau không? Nghèo có ly hôn không? Ui thế cứ nói bọn giàu, giàu làm gì? Giàu sống không hạnh phúc. Giàu với nghèo và hạnh phúc nó không liên quan. Quan trọng là hai người sống với nhau có hòa hợp hay không. Nó cãi nhau bởi vì nó không hợp. Ông thích màu xanh, bà thích màu màu đỏ. Màu xanh là nhất, màu đỏ là nhất, cãi nhau. Liên quan đến giàu nghèo, liên quan đến nhiều tiền hay ít tiền. Nghèo cũng hạnh phúc, mà giàu cũng hạnh phúc. Nhưng giàu thì sướng hơn, giàu sướng hơn. Phải không cả nhà? Hai vợ chồng ôm nhau trong một căn nhà đẹp, với điều hòa không khí mát lạnh, với máy lọc không khí trong lành. Với hai vợ chồng ôm nhau trong một căn nhà chật chội, rêu mốc, ẩm thấp, nóng bức, vẫn hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc bên kia nó sướng hơn tí. Vì sao phải nhiều tiền? Chỉ đơn giản vậy thôi. Để hạnh phúc nó được sướng hơn. Đồng ý không ạ nhà? Đấy. Ui, tại sao phải kiếm nhiều tiền cho nó vất vả ra? Tao thấy mày mệt mỏi quá. Lúc nào cũng tiền. Mà có mày mới mệt đấy. Chả có đồng tiền nào cứ đi khoe, đi khen cái thằng đang kiếm tiền. À đâu, đi khuyên nhủ cái thằng đang đi kiếm tiền. Nhà thì khổ. Cuộc sống thì đang khổ, đang vất vả. Cứ ra ngoài cho người khác lời khuyên về làm giàu. Túi quần thì đang rách. Nhưng lại khuyên người khác giống mình. Bạn có những người bạn như vậy không? Có. Nhiều lắm. Đấy, cẩn thận với những người bạn của mình. Cẩn thận với những lời khuyên của những người xung quanh. Rồi, nói về mong muốn. Hãy biết rõ mong muốn của mình là gì và tin tưởng vào và mong muốn đó. Hãy viết xuống đi. Bạn sẽ có tất cả những gì mà bạn mong muốn. Bạn sẽ có tất cả những gì mà bạn mong muốn. Khi bạn tin tưởng, bạn sẽ có nó. Bạn sẽ đạt được tất cả những gì bạn muốn. Khi bạn tin tưởng, bạn sẽ có nó. Có trong đầu sẽ được chuẩn. Viết câu đó xuống. Có trong đầu sẽ có trong tay. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Nguyễn Xuân Nam. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.